Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio. Hôm nay mình xin giới thiệu lại đến các bạn con âm ly xanh xui có model là Alpha 907 đó, hàng bãi về xinh đẹp xuất sắc đó. Và con CD xanh xui có model là Alpha 717 extra nha các bạn, cũng là xinh đẹp xuất sắc đó. Hôm nay mình so sánh cho các bạn hai đường kết nối nha các bạn. Một là đường kết nối RCA đó. Kết nối RCA là mình nói là giống như kết nối in ba lăng đó các bạn đó. Đây là cái đường kết nối rất là đơn giản, chúng ta hay sử dụng trong các thiết bị âm ly CD và là những đầu dài mã. Đây nè các bạn, đây đó là cái dây tín hiệu đó các bạn, RCA đó. Nó có hai giắc, thông thường giắc bông sen là trắng đỏ để kết nối tín hiệu, rất là đơn giản sử dụng. Những dây này thực sự là mình ngoài thị trường ở đâu cũng có bán, tiệm điện nào cũng có bán. Các bạn để kết nối những cái đầu phát, nguồn phát vào âm ly để nghe nhạc đó. Cái điểm yếu của cái đường RCA đó, tức là đường in ba lăng á, thì thông thường nó bị nhiễu các bạn, nó nhiễu trên dây. Thông thường chúng ta nghe nhạc phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua những cọng dây RCA tốt, có những cọng dây lên tới 5-7 triệu. Mình những cọng dây rẻ tiền thì nói chung 15-20 ngàn, các bạn nghe cũng nhiều bạn cũng chấp nhận nghe những dòng cọng dây rẻ tiền đó. Nhưng mà thông thường là những cọng dây rẻ tiền sẽ bị ảnh hưởng với chất âm rất nhiều, do bị nhiễu nó đưa tới thiết bị dây bị nhiễu đó, thì nó đưa tới thiết bị âm ly sẽ bị nhiễu theo, thì tiếng ra nó không trung thực, nó bị rè, bị hú nghe, phải là bị tiếng ồn nha các bạn. Đó. Còn dây ba lăng là gì? Dây ba lăng là dây XLR đó các bạn. Đó, nó là truyền đổi tín hiệu, hai dây tín hiệu. Nó có hai dây tín hiệu và một cái rao. Đây, mình rút ra cho các bạn xem. Đây đường ba lăng này các bạn. Đây nó có rất là đơn giản các bạn ha. Đường ba lăng, cái đầu CD này nó có đường ba lăng nha các bạn. Thường có những cái đầu CD đầu phát cao cấp mới có đường ba lăng. Đó, đường ba lăng thì nó có hai đường dây tín hiệu và một dây rao. Đó, bên trái phải là dây tín hiệu, ở giữa là dây rao. Đó, dây tín hiệu nó có tác dụng là dây tín hiệu nó tăng gấp 2 lần so với đường RCA. Đó. Còn dây rao thì giống như đường dây RCA thông thường thôi. Đó. Cái quan trọng là cái đường ba lăng đó nó không bị nhiễu. Hầu như là những tiếng ồn, tiếng sột soạt nó bị triệt tiêu đi nghe các bạn. Nó mất đi những tiếng ồn nên các bạn nghe nhạc chất lượng nó sẽ cao hơn, hay hơn rất là nhiều so với đường RCA thông thường. Thường cái đường ba lăng hồi nãy mình giới thiệu đó thì nó có hai cái signal trừ và signal cộng đó các bạn, đây cộng thôi mà. Đó các bạn thấy không? Đó, nó có cái đường ba lỗ, thì một cái này là signal cộng, signal trừ và cái đường này rao. Đó là nó tăng tín hiệu lên gấp 2 lần so với đường RCA. Đó. Sau đây mình cho các bạn nghe thử một đoạn RCA trước ha. Ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặm nhau gắn vui dù cho vành môi xe khô mây cũng mỉm cười. Rồi sau đây mình cho các bạn nghe thử qua đường ba lăng nha. Mới có thu về nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy viên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã lừa được anh ngã xuống khắp đơn. Đó, cái tiếng đường ba lăng này nó trong hơn, sạch hơn, chi tiết hơn rất nhiều so với đường RCA nha các bạn. Rồi do được tín hiệu signal cộng và signal trừ đưa vào cái mặt của âm ly đó, thì mặt khuếch đạo, cái tiếng đưa vào mặt khuếch đạo là nó triệt tiêu cái chất ồn là gấp 2 lần so với đường RCA thông thường nha các bạn.
biết bao người sống nợ sâu mong chưa trở về, người đi vào tôi vẫn dành cho đời mãi. Rồi đây mình mở lại cái đường RCA cho bạn nghe thử ha. Đó, tiếng khác hoàn toàn các bạn. RCA thì có tiếng tiếng bass, tiếng treble nó hơi ồn. Đó, hầu như âm ly nào cũng vậy đó bạn. Nhưng mà các bạn chuyển qua đường ba lăng thì nghe tiếng nó ngọt, nó rất là sạch nè bạn. Đó, rất là sạch, trong mắt luôn các bạn. Và do đường trả tín hiệu được tăng gấp 2 lần các bạn. Nó kỳ tiêu tiếng ồn đi. Ngày mai nó dặn nhau gắn vui, dù cho vành môi sẽ khô mấy cũng. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Sau đây là mình đã so sánh cho các bạn cách sử hai cái đường dây tín hiệu và là đường in ba lăng và đường ba lăng các bạn ha. Đường in ba lăng là những dây tín hiệu RCA thông thường. Đó, và cái đường ba lăng là dành cho những thiết bị âm ly CD cao cấp. Những dòng cao cấp thì nó có cái đường ba lăng để kết nối âm thanh, thì tín hiệu được đường ba lăng thông thường nó có signal cộng và signal trừ, bên cạnh là nó có một đường rao, thì tín hiệu đưa vào âm ly nó được, thứ nhất là nó truyền tải dài không bị méo tiếng, thứ hai là đường ba lăng là nó cho tiếng rất là sạch, rất là trung thực, rất là ấm. Bạn nào có nhu cầu có thể sở hữu được con âm ly Sansui Alpha 907 và cái đầu CD Sansui Alpha 717 Extra, nó vừa có cộng ba lăng, các bạn mua về trưng bày nghe nhạc rất là hay. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, trân trọng cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây đường ba lăng này bạn, ưng ba lăng đó. Đó. Cái này là đường CD nghe các bạn. Bây giờ đường ba lăng nè bạn. Các bạn nghe kỹ ha. Đó, rất là hay, đường ba lăng rất hay. Rồi chào tạm biệt.